Ai để từng bị giãn cái mạch nhiều như thế này chưa? Đau, tê, buốt, khó chịu lắm đúng không? Không những vậy mà nó còn làm mất thẩm mỹ nữa. Vậy làm cách nào để hạn chế và phòng ngừa giãn tĩnh mạch? Thì hãy cùng em tìm hiểu nha. Giãn tĩnh mạch là tình trạng tĩnh mạch bị tắc nghẽn, cản trở tuần hoàn máu. Thông thường máu sẽ từ chân đổ về tim, còn bây giờ nó sẽ theo chiều ngược lại, khiến máu đọng ở lại trong lòng tĩnh mạch, làm cho tĩnh mạch bị căng phồng lên, nổi rõ dưới da, nặng hơn nó còn làm chuột rút về đêm, sưng to, đau buốt cẳng chân, nổi gân tím đỏ, gây mất thẩm mỹ. Vì sao bị giãn tĩnh mạch? Thứ nhất là do yếu tố di truyền. Thứ hai là phụ nữ thường bị giãn tĩnh mạch nhiều hơn nam giới do quá trình thai nghén và mang giày cao gót. Thứ ba là do tính chất công việc đứng quá lâu hoặc là ngồi quá lâu. Vậy những cách để hạn chế và phòng ngừa giãn tĩnh mạch. Thứ nhất là không đứng quá lâu hoặc ngồi quá lâu. Thứ hai, khi nghỉ ngơi nên cơ chân cao lên. Thứ ba, ăn nhiều chất xơ, vitamin và uống nhiều nước. Thứ tư là tăng cường tập thể dục thể thao nên đi bộ nhẹ nhàng. Thứ năm là xoa bóp và ngâm chân trong nước ấm. Và thứ sáu là nên hạn chế giày cao gót.